Hello, xin chào các bạn, mình là Khải đến từ NK Việt Nam. Ngày hôm nay Khải xin giới thiệu cho các bạn một mẫu xe khá là hot trong phân khúc hạng C. Giá tiền thì hợp lý mà lại được trang bị rất là nhiều option, thiết kế thì đẹp mắt, thể thao. Vâng, đó chính là Kia Celato phiên bản 1.6 AT được sản xuất năm 2017. Form mới nhá, có ghế múi sạc không dây rồi, cửa sổ trời, điều hòa tự động. Mẫu xe này là biển tư nhân, Hà Nội. Chất xe chạy được 55.000 cây, 505 triệu, quá hợp lý trong phân khúc hạng C rồi, không còn một lựa chọn nào hơn nữa. Chúng ta xem qua cái phần đầu xe. Đèn pha của mẫu xe này cũng chỉ là đèn halogen của projector. Đó, thì có công nghệ là đèn tự động rồi, chiếu sáng tự động. Đó, mặt ca lăng dạng than đổ ong. Mâm hợp kim nhôm nhá, mâm hợp kim nhôm này. Đó. Bộ mâm rất là đẹp, không bị chảy xước gì cả. Lốp thì bác chủ cũng thay lốp mít rồi vào năm 2021, hết lốp 2021. Những phần lòng mềm nhựa bên trong vẫn còn ok này. Đó. Xe được bác chủ cũng lắp thêm cả cảm biến áp suất lốp rồi, nhưng mà như em ấy không, nó không còn hoạt động nữa rồi. Đây cái phần ba bu lê bên dưới này, mọi người xem này. Chưa có bị va chạm nữa, ảnh hưởng kết cấu khung cầm. Chắc chắn là mọi người mua ở NK thì sẽ được cam kết là như thế. Trụ A cũng thế này, vẫn còn zin. Đây chúng ta đang xem phần ngang thân xe nhé. Xe là tô, chắc chắn là các bạn trẻ rất là thích mẫu xe này rồi. Rồi xin mời chúng ta sang phần phía đuôi xe. Xe thì được trang bị cảm biến va chạm cả trước cả sau luôn nhá, 4 mắt cảm biến cam lùi. Đó, biển Hà Nội đây rồi. Cụm đèn hậu cũng vẫn còn nguyên bản này, nó có một cái cánh lướt gió ở đây, nhìn chiếc xe nó khỏe hơn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn là khối động cơ của mẫu xe Kia Celato bản 1.6 AT được sản xuất năm 2017. Đây là khối động cơ của nó, xe được trang bị động cơ 1.6 lít hút khí tự nhiên, công suất khoảng 110 mã, kết hợp hộp ghế hộp số tự động 6 cấp. Đó. Máy nổ rất là êm nhá. Quan trọng nhất là khi mọi người mua xe tại NK thì NK sẽ cam kết phần máy là zin, hộp số zin. Đây mọi người đang xem qua cái những con ốc chân máy này, ốc lắp dàn cò chưa ra. Đó. Máy đang để nổ máy và bật điều hòa nhưng máy rất là êm luôn. Cái phần công nghệ động cơ của những mẫu xe Hàn thì nó không có gì nổi trội cho lắm. Đó, nó không như xe Nhật thì nó có những các công nghệ ví dụ như Skyactiv hoặc là VTTI, IVTEC chẳng hạn như thế. Thì xe Hàn thì nó chỉ là trục cam kép bình thường thôi, bởi vì nó tập trung cho nhiều cái option trang bị trên xe. Đó. Rồi chúng ta xem qua phần nội thất của mẫu xe này. Táp ly của cánh cửa lái đây, mọi người cùng xem qua táp ly cánh cửa lái này. Các phím bấm ký tự rất còn rõ ràng. Rồi chúng ta đang xem phần nội thất của mẫu xe này. Đó. Đây, Khải ra đằng sau ngồi quay nó rõ hơn. Đấy, ghế múi này, ghế càng đẹp luôn, rất là đẹp. Xe được trang bị cả cửa gió, điều hòa, ghế thứ hai, cửa sổ trời đây. Đó, cửa sổ trời chỉnh điện này. Mọi người đang xem này. Chất xe hơn 5 vạn. Vô lăng. Quá chuẩn. Vân số. Xe được trang bị là điều hòa hai vùng độc lập, màn hình DVD, 6 loa, nút đèn đổ start off đây, chìa khóa thông minh. Ở đây thì bác chủ đã thích rất nghe âm thanh nên là độ thêm một cái loa trầm ở đây nữa, loa súp, anh em hay gọi loa loa súp. Đó, gương chống chói bằng điện này, làm hành trình, rất là nhiều option. Hơi tiếc một chút thì tính năng an toàn mẫu xe này chỉ được trang bị là hai túi khí thôi. Ghế múi này. Trời. Vâng, với tầm tiền hơn 500 triệu Kia Celato 1.6 AT 2017 chạy được 55.000 cây, biển Hà Nội, quá hợp lý luôn. Xe này có hỗ trợ trả góp vay đến 70% nhá, thì các bác chỉ cần 170 thôi là đã dinh mẫu xe này về rồi. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này gọi ngay cho em Khải nhá, 0911241881. Đấy, rất nhiều option luôn, làm thoại rảnh tay, đây chuyển số tự động đầy đủ hết rồi. Celato 2017. Rồi xin chào các bác nhé.